Nghe báo cáo về tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 tại xã Thọ Văn, lãnh đạo huyện Tam Nông đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên hiện nay, xã mới chỉ đạt 15 trên 19 tiêu chí, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy, thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, rà soát, điều chỉnh quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư, tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện tiếp tục hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới để Thọ Văn sớm về đích nông thôn mới.